Như quý vị có thể thấy, thời tiết Hà Nội lúc này là 15 độ, nhưng mà rất đông người dân đã có mặt tại khu vực Hồ Hoàn Kiếm để đón chào năm mới. Và ngay sau màn bắn pháo hoa thì nhiều người đã tranh thủ đi mua những cành lộc và những gói muối để cầu may. Cứ vài mét lại có một nhóm bạn trẻ chuẩn bị những giỏ muối và những cành lộc để giao bán. Và chỉ với vài chục nghìn đồng thì chúng ta đã có thể mua những cành lộc và những gói muối như thế này. Đầu năm ai cũng mong muốn tài lộc về nhà và ai cũng hy vọng những thứ này có thể mang lại bình an và may mắn cho một năm mới. Mua muối lộc đầu năm anh chị ơi! Mua muối đầu năm anh ơi! 3 năm liên tiếp, Phúc giúp mẹ đi bán muối đêm giao thừa. Dù bị mất cả hai bàn tay, nhưng điều đó chẳng làm khó em. Khách tự bốc lấy ạ, và tiền thì họ sẽ đút vào túi em luôn. Nói chung là cứ bán 10.000 thôi thì bây giờ cái giá, cái tiền bật lửa các thứ ấy, nó tăng dần lên rồi, nhưng mà mình không bán thì bán cao hơn được ấy. Đầu tư vốn thì ít, nhưng lãi thu về thì nhiều. Kiếm được tiền triệu chỉ trong vài tiếng sau giao thừa. Nhiều nhóm bạn trẻ không về quê ăn Tết, ở lại Hà Nội để cùng nhau đi bán lộc. Thì mỗi một cặp sẽ đứng các 2 điểm. Chúng em tính là sẽ đứng 2 đầu ở đền Ngọc Sơn này. Vốn của em bỏ ra chỉ tầm vài trăm thôi ạ. Còn vốn thu về của em chắc em nghĩ là sẽ lãi được vài triệu. Trải nghiệm phần kiếm tiền để mình tự sinh hoạt đấy chị. Cá nhân là mình không cần xin tiền bố mẹ thì mình... Thậm chí để thu hút khách, nhiều bạn đã chuẩn bị những bộ trang phục truyền thống để tạo ấn tượng. Em muốn truyền tải cái nét cổ truyền của dân tộc Việt Nam. Thứ hai là kiểu như mình sẽ ấn tượng hơn thì mình có thể thu hút mọi người hơn. Quảng bá hình ảnh dân tộc và cũng là để có thêm kinh nghiệm cho bản thân. Không chỉ ở khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm, tại các đền chùa, nhiều bạn trẻ cũng đã tập trung bán muối, bán cành lộc. Ai cũng mong muốn những điều may mắn nhất sẽ đến trong năm mới. Cầu cho là gia đình lúc nào mạnh khỏe, xanh tươi, tươi hạnh phúc đấy. Nguyện vọng rất lớn và đỗ được vào một cái trường cấp 3. Em mong là túi muối đã có thể giúp em biến điều ước thành hiện thực. Có niềm tin mãnh liệt vào cái việc mua muối sẽ đem lại cho mình một năm mới thật là may mắn. Người bán lộc, người mua về. Hình thức kinh doanh này không chỉ để kiếm thêm thu nhập, mà còn mang lại niềm vui và may mắn cho người khác trong năm mới.